Rồi, ok anh em nha, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đấu giá phiên bản công thành chiến ngày hôm nay. Thì không nóng. Đông nóng hôm nay luôn cho nó nhanh em ơi, ngày mai thứ bảy khai không online rồi. Lâm An, anh được Lâm An nè. Dương này. Châu, phòng cũ này và Tương Dương thì Ngáo hôm nay thủ thành công được Lâm An và tiếp tục thành công được Dương Châu với thời gian bắt đầu tiên bất tử. Anh thêm được Tương Dương phút cuối và đại lý thì khúc cuối có L nên là không đánh gì. Đó là L được Biển Kinh và đại lý. Bác thì bắt tử được Phường Tường và Thành Đô. Vậy đánh gì đánh như Thành Đô. Rồi, bây giờ chúng ta đấu giá nè mày. Đầu tiên thì hiện tại số rương ít xấu. Số trăm xu anh em nào trải nghiệm mở chơi nè mày. Số rương anh em ơi. Bách bảo rương. Ở lộn, bảo rương trong bảo mở ra ngẫu nhiên, an bang, như tình, định quốc, hiệp cốt các kiểu là điểu. Số trăm xu. Mà ra ngoài ngồi đấu giá mà gió cảm lạnh luôn, ho luôn rồi mọi người. Đông Phương bại. Ôi anh Đông Phương bại bại bại. Chim én, thằng chim én. Anh Phương bại nha. À, Phương biết sao không? Ở trong nhà đâu đấu được, đâu có nói giá được. Trốn cái gió cảm lạnh rồi. Nhảy xuống dưới đi. Phải ơi, bảo phòng khác đi em ơi. Ok ok, anh em ở đây đấu mở cho vui nè. Cún này cún không đấu lấy vũ khí à cún? Anh em bại quá. Có được đấu đâu, anh ba đấu cùng nhau bằng gì? Ba đấu mà. Phòng ngáo mật khẩu 123 nè mọi người. Ấy mật khẩu 123. Mật khẩu 123 nè mọi người. Kêu anh ba ngưng là anh ba ngưng. Chiến nó vừa mua lại cái đao có 10 triệu thì anh ba. Anh phải anh đấu lên 25 triệu thì đúng là. À không, Nhật cản. Nhật cản. Nó vừa mua cây xuân tinh 35 một kim đấy anh. Ghi cái câu 25 thêm 5 nữa là anh ba hiểu rồi đúng không? Anh ba hồi nãy mật khẩu nó bao nhiêu ấy? 123 anh ơi, mật khẩu 1 ngáo 123. Không nói chuyện được. Không, nói chuyện anh em tự im nhau anh em thì mình tâm sự sâu nó hay hơn. Nhưng mình nói trước trên này thì bên kia cũng nghe mà, đâu hay được. Đúng rồi, nói thì cho nó mình chắc đi bang thôi. Bên kia vẫn nghe mà, mình nói chi. Nói chung là đấu không được thôi, không có tiếc, lần sau đấu tiếp vậy thôi. Ráng sau, tháng sau anh em đấu tiếp. Đó. Sao đâu? Bây giờ 25 triệu đấu cơ hội là 10 triệu đấu cơ hội cây mắc ốp. Nói chung là anh em còn hoạt động đều thì sẽ đúng có rồi, sẽ có tiếp, cố gắng. Lương anh em có hết. Rồi anh em chốt phần tán này em ơi, em tiếp tục này. Nên đợt này nó ra đồ này anh em mình gom có phổ ép. Rồi anh em vào phòng đấu giá này. Sáu dùm xu, sáu rương. Tóm lại là cái cây đó là 25 triệu cũng sẽ hên xui quá. Cái bản tốc dưới 30 gì quá. À, nó hơi phí. Nói chung là 30, 36 anh mới được tóc đúng không? 39 mới được. Không không, 36, 3 là đạt 1, 2, 1, 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
đúng rồi, thì anh mới làm cái tổng kim. 40 của anh là trên bao nhiêu phần? Đó có 600 là JBK. Rồi JBK giờ Lâm An Giang Nông Thôn giờ luôn anh ơi. Anh đấu cây lại 25 triệu nếu mà kỳ sau nha. Kỳ sau anh 700. Ok ok 700. Ôi anh em ơi. 15 triệu. 700 6 rương. Kỳ sau anh bỏ 15 triệu mà 20 triệu anh đua tốt của anh tất. Cái thứ nhất là anh mở ra dây ăn bàn nè. Tại vì anh cũng thật sự anh không có thời gian là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh rất là không có thích chơi trò mà tâm lý này nọ. Anh đi làm cả ngày mệt rồi. Giao dịch 700 em ơi. Tiếp tục. Anh muốn là có là anh không muốn. Có là anh muốn gọi là đấu cho anh cái vũ khí chứ còn những bọn em phải đấu nó lại được. Nói chung là sau thì em bảo là thích thì cứ lấy em thử giao tiếp đi anh em đi đỡ xuống. Anh em gom anh đấu. À, 5 rương vũ khí, 5 rương vũ khí, 6 dòng, 1 canh 5, tương đương 300 xu trên 1. Anh em đấu hết 5 rương thì nhắn lên 1 canh 5 anh em ơi. Lên 50 xu cho anh lần. 5 rương vũ khí anh em ơi. Ok, Hải Minh này, cho anh em xem độ, khá quy chuyển công lô nè. Sẽ đơn 3 như cũ. Mình đấu cái này để mình đêm mình nghịch. Nó đụng, nó đấu nữa rồi đó, tao sợ. Tôi còn hàng mấy viên vệ tinh nữa Cuốn. Rồi 1 cây 5 dành cho anh Cuốn. 5 cây vũ khí 6 dòng. Mở ra râm đùm. 5 cây vũ khí 6 dòng. Mở ra râm đùm. Mở ra 4 cây kim 1 cây thủy thì thôi. Rồi 1 cây 5 chốt anh Cuốn luôn anh ơi. Mấy cái này mình đấu nhanh thôi anh em ơi. Không phải suy nghĩ dài dòng nữa. 1 cây 5 anh ơi, về giang thôn giùm em. 1 cây 5. Từ từ anh lái lộn em ơi.
có xu nè không? Có anh ơi. Ấy Nhật ơi, đúng rồi. Nãy có 5 rương rồi em đưa anh 600 rồi em ơi. 5 rương thôi, không phải 6 rương, đưa anh 600. Nãy đưa mình kia 1 rương mà quên đi. 5 rương thôi nha. Rồi, đưa anh lại 600 là được. Anh cuốn một canh 5. Nhìn. Có 500 xu không? 500 xu có. Ở đây là rồi, đem chốt cái phần thưởng công thành chiến này cái lên danh sách rồi đổ lộn á. Đem chút nha. Ông im mồm mày, cứ về sơ tơ sơ. Phần thưởng. Phần thưởng. Sơ tơ sơ, ngày 19 tháng 8. 5 rương. Bảo rương. 600 xu. Đây là cây gian bàn. 5 cây vũ khí. 6 dòng. 1.5 xu. Rồi tiếp tục. Là anh cố nhiễm dịch này. Ôi ôi. Một cái năm. Chán không chứ? Cái ba hạng liền đó. Ô, nó nghe nè, thiên tử anh được đấu giá không? Thiên tử được, được chứ. Được chứ. À, ok. Rồi, cái này anh được đấu giá công thành, được đấu giá bình thường anh. Rồi, tiếp tục là hiện tại chúng ta sẽ có 5 lỡ bao thủy tinh. Là tương đương 15 viên. 15 viên thủy tinh. Bành, để em nhân cho anh em đấu cho vui. 150. Nhân cho 15, anh em chuẩn bị giá anh em trong đầu đây. Là 2250 xu. Lên 50 xu đầu đấu anh em à. Có 15 viên, anh em đấu một lần 15 viên luôn nha, chứ không có đấu như lẻ nha nè. 2250 xu tương đương chỉ 150 xu cho một cái. 150 xu trên 1. Tương đương, đã khải ghi rõ anh em, tương đương. Hiện tại mức giá của nó chỉ 150 xu thôi. Đương cho 50 xu cho 1. Cuốn 2300 chứ anh cuốn, lên 50 xu à. Lên 2300 đúng rồi. Ờ. Gì lên 5 xu nữa làng lành. Sao lên 5 xu em? Là 223 đúng không? 23. 2003. Tương đương những cục này chỉ là 1.500 thôi. 2008 dành cho Sotama một bước nhảy cực kỳ cao 3 kim. Bạch tử họa đó, tương đương 200 xu rồi đó anh em ạ. 3 kim dành cho anh Bạch tử họa. Anh béo. 2.2. Lần 1 dành cho anh béo. Mày đấu luôn đi, mày để sạch. Hết tiền ban rồi, còn cái tên đâu mua đâu. Có cái tên nào mà mua đâu. 3.100 cho anh cuốn. Hết tiền ban rồi đó. 3.100. Chỉ nó mở ra mấy cây kim vũ khí kim. Lần 1 mà đêm nó rất còn thôi. Sao còn cái gì trong ngạc cái tên đó. 3.100, 3.200 cho anh béo Bạch tử họa. 3.200. 3 là ngang giá thị trường nha anh. Ngang giá thị trường rồi đó. 3 là 220 viên á. Chỉ tập PM cho thằng đẹp luôn được. Phân lý cho nha. 3.200 lần 1. 3 lần 2. 3.300 dành cho Tâm Phong. Đù nó bảo mình đừng đấu. Nó lại đi lên nó nhau rồi nó đấu. Em kêu anh đừng đấu đâu. Em kêu 3.300 giá thị trường mà. Đúng rồi. Anh không đấu thì nó đấu. Tâm lý đồng tâm lý. Nó giờ qua cái mùa này thủy tinh sẽ lên 240. Có thể lên 300 luôn nha em. Mấy mùa rồi. Không event thôi cái gì. Mấy mùa rồi, có thể lên 300 xu một viên luôn, kiếm không ra luôn. 3k3 lần 2 cho Trung Tâm Phong. Rồi tới rồi tới. Tụng anh đợi chút tới Tụng anh ơi, Tụng anh ơi, đợi chút hai chuyển tiền cho. 3.300 lần 2. Rồi, chốt nhật 3, game 3 giùm anh coi. Ừ, em đó anh để, ai cần em để lại. Trời ơi, hành đô đông lắm móc đi. 3.300 giật được coi. Rồi, tiếp tục này. X5 bộ tinh hồng. Bành 5 5 nhân 6 là 30 viên. 500 xu lên 50 xu. Em có để hay em xài em bán lại em cũng lời mà. Chắc là lời. 5 bộ tinh hồng. 5 bộ tinh hồng tương đương 100 xu một bộ. Anh em đấu đi anh em ơi. Tương đương 100 xu một bộ. Ai lên 500, 600 hoặc là 550 anh em sẽ lấy. Lên đi anh em ơi. Giao dịch anh luôn cái anh. Ok giờ lên ok. Dạ. Họ nhường anh luôn anh. 500 xu không ai lái nè, Khải lái, Khải cho là anh em này. 500 xu, 5 bộ tinh hồng anh em ơi. Khải là mấy cái này Khải lái, tại vì anh em trong bang cần thì anh em cần thì vứt qua thôi. Không bao nhiêu. 3.300 xong bộ tinh. Này,
5 bộ thủy tinh bằng 15 viên. Ủa mùi là ai ta? Mùi mùi là ai chơi á anh? À, em à. Tại sao nó gọi mày là mùi mùi? Hồi xưa chắc cái biệt danh, hồi xưa chắc biệt danh. Bắt béo. 500 xu. Rồi, chỗ này 500 xu, bên đây mình phải lấy cái bộ này nha. Rồi. Nữ là sai rồi, béo giống nữ. Béo giống nữ. Béo nữ là sai rồi. 500 xu. Năm bộ cái đó hồi xưa em đánh ở đây á. Đặt tên à, biệt danh đúng rồi. Rồi. Tiếp tục chúng ta sẽ còn 2, 4 con ngựa, 5 con ngựa cuối cùng. Đầu tiên của Phi Dân. Phi Dân một kim lên 100 xu. Tiếp tục em ơi, có 2 con Phi Dân à, 3 con bông tiêu. Nhường một con qua bên kia rồi. 2 Phi Dân. Anh Phong 3 bông tiêu. Rồi có 2 con Phi Dân, có 2 con Phi Dân anh em, một kim. Một kim dành cho Tama. Một kim mốt cho Tâm Thánh. Con bút tiêu anh đấu cho hạt xe. Một kim mốt dành cho Tâm Thánh lên 100 xu nha. Có gì cho cái lương. Đấu đi cho cái lương. Anh trai anh đấu cho thằng à, ok anh em nha. Anh em đang xem cho một like ủng hộ cho nha anh em. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo từ kênh nha mọi người. Một kim mốt cho anh Tâm Thánh lòng một. Lần 2, mấy con ngựa này thì Khải chốt nhanh khoảng tầm 30 giây một lần nha em ơi. Kim này. Rồi, chốt anh 3, 1 kim 1, dịu dịu anh ơi. Tiếp theo con, tiếp tục con tiếp theo. Giang Thân Thô anh ơi, 1k. Saitama có lên không lên 1 kim đi Saitama. 1 kim anh em ơi. Giá lại luôn à. Mà anh bảo một kim. Nghiệp mà anh tập hóa mà. Đâu, anh một kim mốt Saitama. Một k mốt là chuẩn rồi. Là rẻ rồi. Tuần trước đến 1k5 mà. Một k mốt. Nhường Saitama. Rồi nhường Saitama vừa chốt luôn 1.100 luôn Saitama ơi. Có công nhường là được. Rồi Saitama vừa nhận 1k mốt luôn Saitama ơi. Nhận anh Tân. Ta đấu cho anh em gục cho Tâm Bách Đa để vô liên đấu đánh tàu tiếp. có nha Khăn Lê. Anh Béo có hoạt động là ảnh là gì Bạch Tử Họ đó anh em. Bạch Tử Họa đó mọi người. Bạch Tử Họa đó. Đổi tên Bạch Tử Họa đó. Rồi, từ mang cả mốt luôn. Còn 3 con bông tiêu cuối cùng. 4 phi dân, 200 vạn lên 50 vạn. 4 phi dân thôi. Ê, đúng, ô dân. Ô dân đồng thiết hả? 4 ô dân. Rồi. 2 kim lên 100 xu. Bông tiêu 2 kim lên 100 xu. 2 kim. Có 3 con nha anh em, có 3 con nha anh em. 7 cuốn. 2 kim 2 kim 5. Nãy top 3 nó là gì rồi à Khải ơi? Top 3 lúc nãy đợi em chốt danh sách đợi em tới. Lúc nãy anh lúa như còn cái top 4 đợi em chốt. 3 kim cho anh Bảo. Top 3 nó lấy mặt nạ rồi mà Khải, mới nãy nó báo lấy mặt nạ mà Khải. Rồi top 3 là anh Blue Le là lấy mặt nạ rồi, còn anh Lúa là top 4 là sẽ còn Bồ An Bang và con Bông Tiêu. Đó, anh chọn cái nào để em vô danh sách luôn. Anh Lúa là ngọt nhất rồi. Nghĩ kỹ đi anh Lúa, Bông Tiêu có 500 máu thôi, không có kháng luôn. Anh thấy lấy Bồ An Bang đi. 3 kim lần 1. Từ đó giờ 3 cuốn là mình lấy nào, mình lấy cái nào mình cũng lợi đó. Đúng rồi. Đúng rồi. 30 kim chứ nhiều. 30 kim quá vậy. Mày lấy bộ hoàn mỹ đi, đưa ta mở cho. Thấy mày đưa ta mở được ngừng cuốn. Lần 2. Bộ hoàn mỹ em mở đẹp nhất xem vào này luôn. Mày bây giờ mày xui rồi, mày nhỏ luôn. Mày tin anh mày đưa anh mở. Ờ, đó, được không ca nha. Đến xong mở. Đây anh mở cho, mà nhìn cách anh mở cho mày xem. Anh lấy set đăng bàn á, thì mọi người được vui, mọi người mở. Còn anh lấy bông tiêu chả có gì vui. À, chả gì vui. 3 kim, con đầu tiên. Chả có gì vui, nhật chốt con, chả có gì vui luôn. 29 cho mày nè. Ăn ban đi anh Lúa. À nhiều anh em trên bạn trên kênh YouTube là lấy ăn ban chuẩn hơn. Rồi, tiếp tục. Mày sẽ mất cái ngọc bội kháng độc. Con ngựa tiếp theo. Con ngựa thứ hai anh em ơi, con ngựa thứ hai. Lên anh em ơi. Con ngựa thứ hai đang với giá 2 kim. 2 kim. Chắc lấy bộ ăn ban nha. Ơi, lấy bộ này đó. Ăn ban đi. À, em xác định là em đấu con ngựa bông tiêu chặt xem ăn cho vui á mà. Thôi lấy bộ ăn ban đi. Trời ơi.
Mày tích đi, tao đấu cho mày hẳn một con của 7 luôn. Đi ăn tuần nào. Ngon. Hai kim năm cho Khải, hai con em cho Khải. Đấy, xong cái này đấu giá luôn robot đi. Đúng rồi, em tí em gom robot anh cái. À, hồi nãy ai ăn bot về giao dịch nè, tìm ghê mấy cha. Nào con đi xong bot đâu đi đấu nè. Ờ, à, nãy có mấy bé ăn sẵn. Hai kim năm lần một, hai kim năm lần một. Nhất kỷ là cái gì nhỉ? Tiền thảo lộ này. Giờ làm mật tịch nữa. Tâm mật tịch có. Không ai xài, đỡ em xài. Ngựa sao mà mấy ngựa rất nhiều. Mua nhiều cũng có. Vãi cả đống ngựa cho xe chạy cho vui. Thánh lúa cho canh không? Thánh lúa cho canh không? Hai kim năm lần hai con bông tiêu con thứ hai. Nếu con này thành công thì con cuối cùng. Một cái nhất kỷ này. Một thôi nó lấy được nhé anh em mình. Rồi ok, con này khả đấu. Hai kim năm lần ba nha năm. Rồi con cuối cùng này anh cuốn này. Hai con lần ba con cuối cùng. Con thứ ba hết nha năm. Hai kim. Đâu ở lại anh nhất kỷ này. Hai kim cho anh cuốn. Hai kim cho anh cuốn con bông tiêu cuối cùng. À, hồi nãy anh em nào vừa đánh công thành Khải vứt cho mọi người hai túi cánh lấy 70 triệu chơi này nè em ơi. Mày bán đi. À, người bán rồi, nhanh đúng rồi. Người bán. Mọi người hai cá vậy nè, anh em cái kích nhiều không xài được hết đâu. Hai kim lần một cho anh cuốn. Cho mày ngồi chưa? Đây tới lần một. Đây đây lên miệng giếng này, lên miệng giếng mọi người hai cái kích nè, để em tới. Cái lẹ treo mặt à, ho quá trời mệt quá. Này chú vợ. Vậy phải rồi. Cho xe lên kiếm, lên kiếm đi. Rồi kết đi em ơi, mọi người hai cái. Rồi lần hai cho anh cuốn. Ngày hai cái cắn đi anh em, qua 12 giờ cắn một cái nữa xong em ơi. Anh luôn máu quá, ừ, anh nói câu đấu con ngựa bông tiêu cho con lon măng chơi. Cắn không? Chịu rồi, chịu luôn. Khải ơi, cái con bông tiêu đó thì trên mạng nó để, trên web AD nó để 500 máu, 2000 máu. 500. Rồi, vậy rồi. Lấy ăn ban Hoàng Mỹ cho anh nha. Ok anh, rồi, chúc anh luôn em Hoàng Mỹ. Rồi, anh lừa anh cuốn về duyệt hai kim anh ơi, con ngựa cuối cùng, xong. Rồi, tiếp tục này, vấn đề là Nhật. Được rồi, hiện tại hôm nay là ngày thứ mấy, ngày thứ năm. Cứ gom cho anh ngày mai thứ bảy rồi chủ nhật đấu giá Nhật ơi, để anh đổi qua trao đổi với bên kia một tí. Anh đi tao. Anh dừng tiền ở bên kia một tí. Đây đây anh em ơi, về nhận tiếp tục này, anh cuốn này, Nhật em hai kim. À, Nhật về duyệt robot anh ngày hôm nay này, thống kê trên kia hết cho anh rồi đúng không? Rồi. Nãy là do tự phát nên không biết điểm danh boss. Tự phát điểm danh boss. Thôi không sao, coi như hôm nay thứ sáu bù cho anh em cả cái lương rồi, không sao em ơi. Vẫn là bỏ vô quỹ rồi chia đặt chia đều cho anh em thôi, không mất đi đâu hết được. Cứ gom nhanh đi. Ngày hôm nay được 4 cuốn giỏ lầm thịt nè. Rồi, hạt này nọ luôn quay hết rồi. Chín. Đứng mắt. Má mà mình nói mình không có thời gian chơi, tự nhiên đi đấu cái đau chi ta. Đam mê, đấu vì đam mê. Đấu cũng được, đấu cũng được. Đến lúc mà đấu hợp lý thì đấu, không hợp lý thì đấu chiến tử quá. Quá hồng kim, quá hồng kim em cầm luôn đúng không nhỉ? Quá không? Quá. Ok. Anh cứ nghe anh em này, anh cứ rồi tiếp tục. Làm mẹ cái vũ khí, anh em nhét vũ khí như là một tháng rồi cũng được. Nhè. Chính quả. Dùng chán đuổi phá. Lúa với anh cuốn cho xe qua dân tân thôn đi. Quá ăn. Mọi người 8 quả cắn nè. Rồi. Em cho tao. Ok, thank you. Anh qua luôn đi, đủ cho anh luôn nè. Nãy được 3 quả lắm một tật thôi, 3 lần tật. Ok. Rồi quả còn cái quả không kim em phát cho anh em luôn đi Nhật ơi, không cần bỏ cho anh nha. 16 18 20. 20 quả. Nè, cái Nhật ơi. Rồi nghe. Rồi hồi trưa nay là ổ hạt 12 dùng không chấm công luôn à. À có đây. Ok có đây. Ok có 12 giờ đồ ok rồi, tại vì tối nay là công thành nên không có vô công nữa nè. Rồi. Mà cái tuần này anh không on, anh không đấu được cái dầu, anh tức ghê luôn, giờ không có dầu. Rồi Nhật ơi, hiện tại bây giờ là em đã chụp hai cuốn 15 tịch đúng chưa? Giữ một cái kia giờ anh xóa hai cuốn 15 tịch, anh chốt là ngày hôm nay thu được 45 tịch chuẩn chưa? Rồi không thêm chỗ em nha, xóa nha đó. Cái nào? Chứ giờ mà anh đẩy lên đó, thì bữa nay anh cộng thành 6 là anh không có bù vào, hiểu chưa? Chết anh luôn á. Đấy. Vậy là bữa nay chưa có mở đồ được đâu ha? Chưa anh ơi, chắc ít nhất phải chiều chủ nhật hay là chiều thứ hai mới bắt đầu nhận đồ. Rồi. Đừng lít để em lít. Xong. Rồi anh ba dắt xe rồi. Tiếp tục lít nè em ơi. Anh em nào chưa nhận lít nè em ơi. Tông đi ngập quả này. Quả hồng kim gọi Trương Tâm Phong em ơi. Trương Tâm Phong nãy được 3 quả kích cho em. Rồi. Xin quả hồng kim chết lên.
Rồi ok anh em ơi, hiện tại phiên đấu giá đã thành công rồi nè. Phiên đấu giá đã thành công thì con ngựa cải 2,5 triệu nữa thì tất cả coi 2 4 6 8 10 12. 12 rồi. 12 5 13. 2 4 6 8 10 12. Đúng rồi, 13. 13 kim 100. Tương với lại khoảng 2,5 nữa là khoảng tầm Trần Công Thành hôm nay thu được khoảng gần 16 kim nè, 16 kim gần 16 kim. Rồi được cả vô sắp cả ghi tổng luôn nhỏ lẻ. Tổng nhỏ lẻ. Tổng thu còn hình chiếu nè. 240 bao. Sơ sơ sơ. Bằng 12 cái giảm. Rồi. Tổng thu. Tổng. Tổng hết rồi nè. 5 rương bảo rương 600 xu cộng cây vũ khí 1.500 cộng cho 5 bộ dây tinh 3.300 cộng cho phi dân 1 con đầu 1.100 con 2 1.100 cộng cho con đầu bông tiêu 3 kim con 2 2 kim 5 con 3 2 kim tổng đấu giá được 15 kim 1 xu cộng với 12.000 vạn. Rồi, đó, gì phát lương anh em. Đó, nói chung tất cả cái này cũng phát lại anh em mỗi người 500 xu. Rồi tiền vạn thì đỡ lại tuần sau đánh Công Thành tiếp thôi. Cũng không mất mát gì. Rồi. Anh em tham gia Công Thành nè. Tham gia sơ 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 ngày 19 tháng 8. Rồi. Đếm lại 3. Hôm nay bên này mệt quá không có đâu. Còn ai lấy túi nữa không anh em ơi? Rồi anh em nào xem video thì đừng quên ủng hộ cho hôm nay ban ngáo khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Chốt hôm nay thì được Lâm Thủ Lâm An thành công bất tử đầu tiên đến Dương Châu bất tử tiếp theo. Nói chung là Lâm An và Dương Châu bất tử đầu tiên luôn anh em ơi. Xong rồi anh em mình đẩy cho Tường Dương, phút cuối đánh cho đại lý nhưng mà đại lý lờ nên là thôi. Là anh em mình giữ Tường Dương thôi. Còn phần thường thì bất tử lúc đầu này. Phút cuối thì ban bác đánh ngược về thành đô nên được hạ thành. L thì thủ được thành công Biển Kinh và thành công được đại lý. Rồi nói chung không có gì hơn, anh em xem video này đừng quên ủng hộ Khải một đăng ký kênh cũng như nhấn vào chuông thông báo để theo dõi trực tiếp những video Khải úp ngược lại trên kênh. Những video như thế này thì Khải vẫn úp ngược lại trên kênh. Anh em nào xem rồi thì thôi nha anh em, còn anh em nào chưa xem thì có thể xem ủng hộ Khải một like. Quên chứ, anh em nào xem rồi thì có thể ghé qua cho thả Khải một like nha anh em, ghé qua cho Khải một like ủng hộ video nha anh em ơi. Cảm ơn rất nhiều nha. Đúng rồi, Trương Tâm Phong đó là Nhật Anh Chi, đúng rồi anh em ơi, mùa mập đúng rồi nha, Nghĩa Tuấn ơi. Ảc này thiếu như một tịch nữa, ảc này thì chỉ thiếu vài cú thôi anh em ơi. Cũng tương đương nhạc cũ thôi, nhưng mà nó chỉ thua khoảng 4-5 cấp thôi. Đó.